đêm qua. Chị đi tự tử đấy à? Mày nói cái gì thế? Tôi hỏi chị trả lời ngay. Đêm qua thực sự chị có phải đi tự tử không? Là sao ạ? Là sao? Chị thực sự ngu dốt đến thế à? Ngu dốt? Phải. Con là đứa ngu dốt mà mẹ. Mẹ đã bao giờ dạy con trở thành một người thông minh đâu. Mẹ mặc kệ con lớn lên, không quan tâm con sống chết như thế nào, quyết chọn ra sao. Mà giả sử con có chết đi, thế giới này cũng chỉ bớt đi một đứa ngu dốt thôi. Một đứa có tai như điếc, có mắt như mù, cả thế giới này muốn lừa gạt. Rồi mẹ cũng mất đi một đứa con mà mẹ chỉ nhìn thôi mẹ thấy ngứa mắt rồi. Nó vừa về đến nhà mẹ đã nói luôn, sao không đi luôn đi thì chết đi mà. Ngu xuẩn!